Xem tử vi năm 2022 cho tuổi Dậu, cục diện bình hòa đưa chỉ bảo tích lũy chờ thời cơ bùng nổ. Xuyên suốt tử vi tuổi Dậu năm 2022 là vận khí bình ổn, công việc đâu đó có thay đổi nhưng không quá khó khăn. Thời điểm lý tưởng để đường số thu mình tích lũy chờ thời cơ để bùng nổ. Tổng quan vận hạn tuổi Dậu năm Nhâm Dần 2022. Năm sinh tuổi Dậu và ngũ hành tương ứng. Tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, mệnh Tuyền Trung Thủy. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, mệnh Sơn Hạ Hỏa. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, mệnh Đại Trạch Thổ. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh Thạch Lụ Mộc. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, mệnh Kiếm Phong Kim. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh Tuyền Trung Thủy. Đánh giá chung về hung cát tử vi tuổi Dậu năm Nhâm Dần 2022. Tiến vào năm Nhâm Dần, Dậu Dần chủ về bình hòa, báo hiệu tử vi năm 2022 đối với tuổi Dậu không nhiều biến động thăng trầm. Công việc làm ăn khá suôn sẻ, có quý nhân phù trợ, không gặp trở lực nào quá lớn và bắt đầu bước vào giai đoạn tích lũy chờ thời bùng nổ. Dưới tác động của kiếp tài và tiểu hao hung tinh, chủ về hao tán tiền của. Tiền bạc trong năm kiếm được nhiều nhưng cũng tiêu hao lắm, chủ về khó tích lũy. Đây là năm không thích hợp để đầu cơ ngắn hạn mà nên ưu tiên cho trung và dài hạn. Lợi nhuận tuy không nhiều nhưng ổn định. Gia đạo hài hòa, ít sóng to gió lớn, có xung đột cũng nhanh chóng được hóa giải, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Tình cảm, lứa đôi cũng được củng cố, có nhân duyên cát lành, sức khỏe tốt hơn năm ngoái đôi phần. Chỉ cần chú ý vấn đề về suy nhược cơ thể và họa sông nước là được. Lá số tử vi của tuổi Dậu trong năm Nhâm Dần 2022 qua các phương diện của cuộc sống. 1. Luận về công việc làm ăn của tuổi Dậu trong năm 2022. So với tử vi tuổi Dậu năm 2021, công việc làm ăn phát triển ổn định, đâu đó có sự đổi mới tích cực hơn nhưng không nhiều, vẫn còn thiếu một vài yếu tố để tạo ra sự bùng nổ. Hãy coi đây là giai đoạn tích lũy để chờ thời cơ tốt mà tỏa sáng. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có quý nhân, long đức, tăng phần phúc khí. Các mối quan hệ xã giao hài hòa có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm. Thương quan thúc đẩy việc kinh doanh, buôn bán thêm phần thuận lợi. Đương số có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn. Ban đầu có thể chỉ là ngang tay nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng. Tuy vậy vận trình vẫn có những khúc quanh co. Có điềm báo tiểu nhân âm thầm phá hoại sau lưng, nhắc nhở những người tuổi Dậu hành sự thận trọng nên cảnh giác cả với những người thân quen. 2. Luận về tài lộc của tuổi Dậu trong năm Nhâm Dần 2022. Cục diện bình hòa, xuyên suốt tạo vận khí ổn định giúp cho những người tuổi Dậu cân bằng chi tiêu tài chính, có thể tích lũy được một món khoa khá dùng cho một vài dự định quan trọng sắp tới. Người làm công ăn lương, thu nhập ổn định nhưng chưa đa dạng nhiều nguồn thu. Người kinh doanh, buôn bán, tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luôn. Tổng thu nhập năm 2022 vẫn rất tốt, không hề kém cạnh bất cứ ai. Tuy nhiên, sự ổn định khéo có dài do hung tinh, kiếp tài và tiểu hao quấy phá. Hai tinh tú này đều chủ về hao tán tiền của, ngầm đưa ra chỉ báo rằng tiền bạc kiếm được nhiều nhưng khó tụ, dễ tiêu hao cho cuộc sống bản thân hoặc gia đình. Chính vì thế, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để những người tuổi Dậu tiến hành đầu cơ ngắn hạn, rủi ro rất cao, khó thu hồi được vốn mà không hề dễ dàng như trước, dễ dẫn tới thua lỗ.
nên tập trung cho các hạng mục đầu tư trung và dài hạn, đi chậm nhưng chắc, kéo về nguồn thu đều đặn hàng tháng. 3. Luận về tình duyên của tuổi Dậu trong năm Nhâm Dần 2022. Tình duyên hay gia đạo của tuổi Dậu trong năm Nhâm Dần vẫn khá tốt, ít sóng to, gió lớn. Nam nữ độc thân tuy không quá vượng vận đào hoa, nhưng may mắn được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu. Từ đó có thể tìm được người ưng ý, đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân bằng một cách tìm được người lâu dài. Gia đạo khá hài hòa, dù khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau. Tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn. Đôi khi khá nhạt nhòa, khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán chường muốn tìm người khác để dốc bầu tâm sự. Nhân cơ hội này, hung tinh phá tối, gieo rắc điều phiền muộn. Nếu không thật sự tỉnh táo, đường số rất có thể rơi vào cái bẫy tình ái, đe dọa hạnh phúc gia đình bấy lâu. Hãy chế ngự sự cám dỗ bằng chính những thói quen chăm lo cho nửa kia, có như vậy vận hạn mới qua được. Với các cặp đôi đang hẹn hò hoặc tính chuyện hôn nhân, kiếp tài mang theo điềm báo sẽ có sự cạnh tranh. Nếu không chủ động nắm bắt hạnh phúc, e rằng sẽ tuột khỏi tầm tay. Bất luận là nam hay nữ cũng nên cảnh giác điều này. 4. Sức khỏe của tuổi Dậu trong năm Nhâm Dần 2022. So với năm ngoái, sức khỏe của người tuổi Dậu tốt hơn đôi phần. Tuy nhiên, vẫn cần phải đề phòng các bệnh liên quan tới vấn đề tuổi tác gây suy nhược cơ thể hoặc bệnh về thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Với người cao tuổi, cần thường xuyên theo dõi huyết áp và lượng đường huyết, đề phòng nguy cơ bị đột quỵ. Người trẻ tuổi chú ý đi lại cẩn thận, kỵ đường sông nước trong các tháng 4, tháng 5 và tháng 7 âm lịch. Được lòng đức các tình ban phúc, đường số có thể đón tin vui về chuyện thêm con thêm cháu trong nhà, nhất là những cặp đôi đang chờ mong chuyện con cái, khả năng cao những tháng giữa năm sẽ đón được hỷ tính. Xem tử vi năm 2022 cho từng tuổi Dậu. 1. Tử vi năm 2022 của tuổi Dậu sinh năm 1957. Người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 có thể trải qua một năm 2022 khá yên bình. Bản mệnh không phải đối diện với nhiều sóng to gió lớn. Trên phương diện sự nghiệp, dù tổng thể mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, song bạn cần chú ý hơn tới các chi tiết đề phòng kẻ xấu tìm cơ hội chèn chân phá hoại công lao của mình. Trong năm này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào, vì thế cần hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện để đề phòng và kịp thời chữa trị bệnh, đồng thời có chế độ sinh hoạt rèn luyện một cách hợp lý. 2. Xem tử vi năm 2022 của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Sự nghiệp của người tuổi Dậu sinh năm 1969 tiến triển khá lý tưởng. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội để phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý tới các mối quan hệ xã giao của mình. Dù có thành công cũng trở nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự đẩy mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn không thật sự lý tưởng, các nguồn thu tài chính không gia tăng mạnh mà lại có nhiều khoản cần phải chi tiêu trong cuộc sống. Vì thế, cần nên chú ý tiết kiệm, trở nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thật sự cần thiết. 3. Xem tử vi năm 2022 cho tuổi Dậu sinh năm 1981. Người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp vào năm Nhâm Dần 2022 này. Bạn có thể có những điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song
cũng chính vì thế mà bị nhiều người đố kỵ ghen ghét. Đương sổ cần chú ý cách hành xử của mình, tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao một cách hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi trò chuyện với nửa kia nên đôi bên dễ nảy sinh hiểu lầm, rạn nứt. 4. Xem tử vi năm 2022 của tuổi Dậu sinh năm 1993. Mọi phương diện cuộc sống của người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 nhìn chung là ổn định. Bản mệnh nên xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý, có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần chủ động hơn nữa, dù là nam hay nữ, một khi có thiện cảm với ai thì nên giữ mối quan hệ này, chớ ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình, đào hoa vượng, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, tránh để bản thân vướng vào họa thị phi, gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. 5. Xem tử vi năm 2022 cho tuổi Dậu sinh năm 2005. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 2005 đang bước vào khoảng thời gian quan trọng trong sự nghiệp học hành. Bản mệnh có thể phải chịu nhiều áp lực học tập khá nặng nề, vì thế cần có sự cổ vũ, động viên của người thân, cũng như sự tích cực chủ động của chính bản thân mình. Đây là khoảng thời gian bạn có nhiều biến động về tâm sinh lý, vì thế cần chủ động trò chuyện, tâm sự với cha hoặc mẹ, hoặc những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc, trở nên giữ mọi chuyện trong lòng, kẻo dễ bị chết. Bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian để luyện tập thể dục thể thao để có tinh thần thoải mái khi học tập. Không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm gây ảnh hưởng tới những thành tích học tập của mình. Hãy xác định nhiệm vụ chính của mình là gì để thực hiện cho đúng. Xem tử vi năm 2022 cho tuổi Dậu qua 12 tháng trong năm. Tháng 1 năm 2022, việc làm ăn tiến triển đều đều, gặp khó khăn, có người giúp đỡ, nhưng tài lộc gặp khó, chi tiêu hơn là thu, khó tích lũy. Tháng 2 năm 2022, cục diện tương xung khiến người tuổi Dậu bất ổn tâm lý, gia đạo có phần lục đục, tiền bạc kiếm được nhưng tiêu cũng hết, có tiểu nhân hãm hại sau lưng. Tháng 3 năm 2022, cẩn thận kẻo mất lòng người khác, khó khăn hơn trên con đường thăng tiến. Kỹ tá giấy tờ có thể gặp trục trặc, có thể cân nhắc hoãn ký hợp đồng làm ăn quan trọng sang thời điểm khác. Tháng 4 năm 2022, công việc hanh thông, mưu sự lớn nhỏ dễ thành, có sự thăng tiến rõ rệt do được quý nhân tam hợp nâng đỡ. Tháng 5 năm 2022, tháng này vận khí ổn định, dễ gây tranh chấp trong việc làm ăn, cẩn thận khi đầu tư nên tránh các hình thức đầu cơ ngắn hạn. Tháng 6 năm 2022 được ngũ hành lưu nguyệt tương sinh, sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn, một số cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái. Tháng 7 năm 2022, kim khí vượng báo hiệu tài lộc khởi sắc, kinh doanh buôn bán có lộc, tuy nhiên cần đề phòng các bệnh về hô hấp hoặc suy nhược cơ thể. Tháng 8 năm 2022, cục diện tương xung kéo theo nhiều chuyện phiền phức, sức khỏe giảm sút nên dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch đâu đó giải tỏa căng thẳng mệt mỏi. Tháng 9 năm 2022, có quý nhân giúp đỡ tháo gỡ vấn đề tài chính, có thể mở rộng hạng mục làm ăn để thu hồi được vốn. Đi lại cẩn thận, đề phòng tai nạn sông nước. Tháng 10 năm 2022, chi tiêu mua sắm nhiều khiến tiền bạc hư hao, công việc tiến triển tốt, ký kết hợp đồng thuận lợi, ốm đau dễ được gặp thầy gặp thuốc, mau khỏi bệnh. Tháng 11 năm 2022, gia đình có sự dịch chuyển chỗ ở hoặc sửa sang nhỏ,
đương sổ tốn kém không ít tiền bạc cho sự thay đổi này. Tháng 12 năm 2022, tam hợp mang tới vượng khí cát lành. Tháng cuối năm cũng là tháng mà người tuổi Dậu thu hoạch nhiều tiền của, lương thưởng tăng, các nguồn thu phụ dồi dào, tiền bạc tiêu pha. Không cần phải nghĩ ngợi,